Nay lễ thấy rồi chơi thấy ham, buồn quá ở nhà quay phim tiếp cho anh chị xem. Nokia 1208. Đó. Nhà mạng Vodafone. Cái máy thì nhỏ xíu mà đưa cái hộp bự chà bá lửa. Đó. Đó, thông tin nè. Đó, máy nhỏ xíu ở trong này, vậy nè. Đó, vậy thôi cũng làm cho bự lên. Rồi. Để hộp dưới đây nha, cho nó gọn. Đó, Vodafone. Con này thì em nhận ra em mở em thấy nó chưa mở mạng, em đã unlock chẳng việc chơi rồi nha anh chị. Nói chung anh chị về chị xài thôi. Đó, bên trong cái hộp. Đơn giản lắm, cái máy thôi. Đó. Một thời kỷ niệm. Còn miếng ganh ti nha. Đó, về cái lột xài thôi. Bên trong cục sạc zin. Chui nhỏ. Chưa xài luôn. Đúng không? Thấy cái đường quấn máy tinh của nó là biết rồi. Rồi. Cái thẻ gì Vodafone luôn. Đó. Cục pin. Sách hướng dẫn. Rồi, ok. Mở ra. Bên trong SIM nhà mạng Vodafone luôn. À, thấy không? Đó, SIM này để chân cho vui thôi anh chị, không có xài được. Đó, đúng đó. Tại ngày xưa người ta bán máy người ta tặng SIM á. Giống như ở Việt Nam mình SIM Viettel, SIM gì á. Đó, giờ bỏ SIM Việt Nam mình vô. Cái con này xài pin trâu lắm nha anh chị. Một tuần là khỏe luôn nha. Pin mới trong hộp nó hơi nhô nhưng mà sao xài ok. Đó. Đã bảo mạng tiếng Việt đầy đủ. Đèn pin luôn nè. Đó. Tắt nhấp hai cái mở. Đó, sóng ầm ầm thấy không. Vô nghe gà gái coi. Có nhiều người mua mấy cái máy này dùng chủ yếu chơi game nè anh chị. Game này người ta chơi cái này nè. Nè. À con này nó xếp hình. Có nhiều người hỏi em mua máy là phải kiếm trò này có không mới mua nha. Đó. Vậy đó. Xếp hình cái gì nè. Đó. Giống như cùng màu vậy đó thấy không. Đó. Nhưng mà màn hình nó nhỏ quá. Đó, 10, 14, 15 năm. Một máy mới. Đúng chuẩn. New 100%. Nhà mạng Vodafone. Đó, báo thức nghe gọi nhắn tin trò chơi. Máy tính. Lịch. Soạn nhạc. Đó. Đèn pin buổi tối luôn. Đúng một cái máy cùi bắp. Mà nó quy tụ biết nhiều chức năng. Thời điểm 2008 đến giờ là dữ rồi đó. Còn bây giờ iPhone hết trơn rồi. Mấy đó là chỉ là chuyện kỷ niệm thôi. Nhưng mà vậy là bây giờ kiếm mấy máy này mà zin mà xài, cây này xài là khoảng mấy năm biết hư chưa nữa. Đó, chuôi nhỏ, cục sạc, tai nghe. Cáp kết nối. Rồi, ok anh chị. Nay lễ 29 chúc anh chị lễ vui vẻ nha. Rồi, chào, em chào.